Bệnh nhân này 72 tuổi, cách đây 5-3 tháng nữa, được mổ cắt túi mật do viêm túi mật cấp. Thì hậu phẫu thì diễn tiến ổn định. Cách đây lần này bắt chữa bệnh trở lại là bao lâu rồi? Mấy ngày? Cũng 4 giờ 10 ngày nay thì bệnh nhân cảm thấy tiểu vàng trước rồi sau đó đau hạ sườn phải, kèm theo sốt. Hiện tại bây giờ thì bác chưa hết đau chưa? Chị hai bữa nay giảm đau, rồi bớt đau, hiện tại bớt đau, hết sốt rồi. Tiểu tôi thấy là bệnh nhân này vẫn còn da còn sọc, đúng gọi sọc không? Đúng không? Còn sọc đúng không? Thì khám bụng thì thấy bụng mềm, chú coi hai chân lên cho sờ cái bụng chút, bụng xẹp. Vậy bụng vậy mỏ thôi, đừng cứ phình cái bụng lên, thả lỏng cái bụng, không có sờ đụng cái bờ, mà đừng có ẩn cái bụng lên, cứ thả lỏng. Thì 3-4 ngày không có ăn uống. Rồi, đừng có thả lỏng bụng, đừng có ẩn cái bụng lên nè, đúng rồi. Không có vùng đau, khu trú nào hết, vùng hạ sườn phải ấn cũng hết đau, đúng không chứ? Dạ. Rồi, trường hợp này có vấn đề sau đây, thứ nhất là có cái tiền căn mổ cắt túi mật, bị túi mật cấp. Thứ hai nữa là có cái hội chứng vàng da, đau hạ sườn phải và sốt. Tuy nhiên cái vàng da đau sốt đó nó không theo tương tự giống như là tập viêm sắc cô. Và hiện tại thì bệnh nhân đã hết đau hết sốt rồi nhưng vẫn còn vàng da rất sọc. Trong đó trường hợp này nếu liên kết với cái tiền căn bệnh nhân thì có thể cái hẹp được mặt. Cái hẹp được mặt sau mổ với túi mật cấp. Cái bệnh lý đó thì nó sẽ phù hợp với tất cả di chuyển liên kết ở bệnh nhân này, có tiền căn mổ với túi mật cấp, rồi có vàng da rất sọc, vàng da xảy ra sau cái đau và cái sốt. Hiện tại thì hết đau hết sốt nhưng vẫn còn vàng da sọc thì cái khả năng nó bị hẹp được mật nó nhiều hơn là khả năng nhiễm trùng được mật cái sỏi, tại vì sỏi cái vàng da cái sốt cái đau trong cái sỏi đúng không, chủ nó sẽ song hành với nhau. Bệnh nhân bớt sốt hết đau thì bệnh nhân sẽ bớt vàng da. Trong khi đó trường hợp này thì hết đau hết sốt nhưng mà vẫn còn vàng da rất sọc. Được cái đó đầu tiên là cái hẹp được mật hay sao mổ với túi mật cấp, cắt túi mật với túi mật cấp. Thứ nhì là sỏi ở mật chủ nhiễm trùng được mật. Thứ ba nữa là có thể có u gì đó của được mật mà chúng ta hiện tại chúng ta chưa có xác định vị trí nó nằm ở đâu, từ bệnh nhân này đã cắt túi mật rồi cho nên cái u đó có thể nằm ở từ rốt gan trở về xuống dưới ốm đi. Thì có ba cái chẩn đoán cho bệnh nhân này, chúng ta cần phải làm sinh một số xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh để xác định xem nguyên nhân vàng da là do cái gì.